Xin kính chào quý cô chú anh chị quay trở lại với kênh của Chích Chè Bông. Cả nhà ơi, đây là một rừng mai con mùa của em đây cả nhà. Đây là mai con hàng quấn rễ rất là đẹp, chủ yếu loại này để dâm và ghép cho các loại mai giống để giao lưu với khách. Tuy nhiên ngày hôm nay số lượng rất là nhiều rồi, bây giờ là em sẽ thanh lý cho nó hết cái mặt bằng này để chuẩn bị dâm cái hàng mặt bằng khác, hàng khác á cả nhà. Thì ngày hôm nay cả nhà nhìn cái lô mai con quấn rễ của em đây, rễ phải nói là tuyệt vời ông mặt trời luôn, nó nồi nồi cục cục như thế này nè cả nhà, đa số là như thế này. Và ngày hôm nay thì em thanh lý để cho giải phóng hết mặt bằng, giá là 12.000 một cây. Nếu mà chúng ta lấy 50 cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Đó, đây hàng rất là đẹp và đa số là rễ như thế này không cả nhà. Ai chúng ta có thể xem thêm ha. Đây, đây nè cả nhà, nhìn rễ nè. Cây nào cũng như cây đó nha, cục 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 như thế này nha cả nhà. Đó, chiều cao thì tầm khoảng 40 cho đến 50. Đây là hàng mai dâm cho nên là mình không có không có cao lắm đâu, chủ yếu là bộ gốc nha cả nhà. Đó, cái này về dâm để nở gốc chúng ta có thể ghép được luôn. Ai thích thì alo cho em nha cả nhà.